Tôi nhận được một số câu hỏi của các bạn comment trên kênh YouTube của tôi. Đó là các bạn ấy hỏi khi các bạn vẽ ở trong Illustrator thì vô tình các bạn ấy bấm phải cái công cụ perspective này thì nó hiện ra cái mặt lưới như thế này và các bạn ấy không biết cách làm sao để các bạn bắt bỏ cái này đi. Và thông thường thì là các bạn ấy hay phải đóng hẳn tài liệu lại để mở ra một cái trang tài liệu mới mà không có cái lưới này. Thì đây là một câu hỏi khá thú vị mà thực ra thì tôi gặp rất là nhiều ở những cái bạn mà mới làm quen với Illustrator. Và thường thì khi các bạn bấm vào các cái công cụ để các bạn tìm hiểu về nó thì riêng đến cái công cụ perspective này thì 10 bạn thì chắc là cả 10 bạn mới đó đều không làm sao để bắt được cái lưới này đi. Thực tế thì cách thao tác rất là dễ mà đây, trong cái video ngắn này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể tắt bật một cách chủ động cái lưới này. Thế cái lưới này thì nó sẽ được bật lên để giúp các bạn có thể vẽ các cái đối tượng có tính chất phối cảnh. Và thực ra thì chúng ta có đến tận 3 kiểu lưới cơ. Đây các bạn hãy vào trong menu view. Trong menu view này thì đây có một phần riêng cho cái perspective grid, tức là các cái đường lưới phối cảnh. Thì các bạn sẽ thấy là trong này chúng ta có 3 chế độ. Một là one point perspective, phối cảnh một điểm tụ, two point perspective, phối cảnh hai điểm tụ, và three point perspective, 3 điểm tụ. Thì mặc định thì các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn vừa mới bấm vào công cụ này thì nó đưa ra cho các bạn cái kiểu hai điểm tụ. Thế nhưng mà nếu các bạn muốn, các bạn còn có thể chuyển sang các kiểu nữa. Ví dụ như là one point, đây, một điểm tụ, hoặc là three point, 3 điểm tụ. Tuy nhiên, mặc định thì sẽ là kiểu hai điểm tụ như là các bạn vẫn thấy. Đây, bây giờ chúng ta quay trở lại với kiểu hai điểm tụ để cho nó giống với lại cái mặc định của chương trình. Rồi, thế thì cách tắt bật thì nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần vào view nhá, các bạn vào perspective grid mà đây, lệnh nó nằm ngay trên cùng đây, thì các bạn sẽ có một cái lệnh gọi là hide grid. Đấy, các bạn bấm vào đây. Hoặc các bạn có thể ấn cái tổ hợp phím là Shift Ctrl E thì ngay lập tức là nó sẽ tắt cái lưới đi cho các bạn, bất kể là các bạn có còn trong công cụ này hay không. Đấy, thì đây, các bạn bấm lại thì nó lại hiện lên. Mặc định là cứ bấm vào nó lại hiện lên, còn các bạn không dùng thì các bạn lại vào view tắt nó đi. Đó, tất cả mọi thứ chỉ đơn giản vậy thôi. Và hy vọng là xem xong cái video này thì các bạn sẽ biết cách là xử lý mỗi khi các bạn vô tình bấm phải cái công cụ này.